Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu mọi người về mẫu kìm chích điện này. Bên em bán đồng giá là 380.000 đồng. 380.000 đồng là miễn ship. Anh em xem video này, anh em thích lựa chọn sản phẩm nào anh em lựa chọn anh em nhé. Đấy. Thì sản phẩm đồ điện này bên em bảo hành cho mọi người 3 tháng, lỗ một của nhà sản xuất. Đấy, anh em yên tâm. Anh em mua hàng bên em thì liên hệ với em nhé. Ship code Hàn Quốc mà không cần cọc, kiểm tra hàng thanh toán. Thì để không mất gian thì mọi người thì bên em xin phép đi được chi tiết từng mẫu phẩm này. Đầu tiên giới thiệu mọi người về cái mẫu TW1902. Đấy. Con này phụ kiện kèm theo mọi người sẽ một bao vải này, một dây sạc nhé, sạc USB các bác nhé. Đấy. Hộp viết đầy đủ cho các bác. 380.000 đồng. Con này dây đeo cổ tay này, chất liệu nhựa là nhựa mịn nhé, trên đầu có nhọn nhé, để anh dụng nhé. Có đèn pin này. Đấy. Con này có dòng điện là 90.000V. TW1902 này anh em xem. Đấy. Thì con này các tính công tắc này. Đấy, có đèn cảnh báo pin nhé, đèn cảnh báo pin này. Đấy, chức năng còi hú này. Đấy. Và chức năng chích điện nữa. Anh em chích điện anh em gạt lấp trên cùng này có chích. Thì con TW1902 này có tổng dài cho mọi người là sẽ là 16 cm. Cân nặng là 180 g các bác nhé. 380.000 đồng thôi. Và tiếp đến bên em sẽ giới thiệu mọi người về cái mẫu 928 này. 928 thì bên em có 3 bản đấy, một là bản nhựa mịn này, hai bản nhựa sần này, 6 pin này, ba là bản cờ Mỹ 980.000V này, đồng giá 380.000 đồng nhá. Đấy. Thì hai con này là có tổng dòng điện là 60.000 kV. Anh em có thể xem, đầu hoa sen hàng bên em hàng lại một rồi. Cụ kèm theo mọi người sẽ là dây đeo cổ tay đầy đủ này. Hai con này. Dòng điện là như nhau. Đấy, như một con nhựa sần, một con nhựa mịn. Đầu hoa sen này. Đều có tính năng công tắc này. Đấy. Bật đèn nhé, soi sáng nhé. Thấy nó sáng các bác này. Càng ra chích điện này. Dòng điện khỏe bao bền cho anh em nhé. Phụ kiện kèm theo mọi người sẽ là một dây sạc này. Bao vải đầy đủ các bác. 380.000 đồng. Và tiếp đến đây là mẫu 928 này. Bản đời mới 2024 này. Con này có dòng điện là 980.000 kV các bác nhé, bản cờ Mỹ mới núi này, bản lắp này nhựa mịn nhá, dây cổ tay đầy đủ này, pin liền này. Đấy, con này có tính năng công tắc này, có đèn pin cho sáng này, đang ra chích điện này. Tổng điện con này bao khỏe bao phê luôn. Đấy, 380.000 đồng. Hộp bên em là cam kết luôn nhá, hộp 928 này made in USA hàng chuẩn luôn nhá. Trong hộp nhá là hộp vàng anh em nhá, hộp là hộp vàng cho các bác. Đấy, hộp bao bọc bên trong ấy. Đây, anh em có thấy đây, hộp đây. Vải vàng bên trong nhá. Hàng loại 1 luôn, không phải hàng loại 2. Đấy, 928 này có tổng chiều dài cho mọi người sẽ rơi vào 16 cm, cân nặng 180 g. Hay nó cũng giống như con TW1902 này thôi. Và cuối cùng giới thiệu mọi người về cái mẫu TW302. Con này có tổng chiều dài cho mọi người 30 cm, cân nặng là 300 g, chất liệu nhựa là nhựa cứng nha các bác nhá. Dây đeo cổ tay này. Đấy, phụ kiện kèm theo mọi người sẽ một dây sạc nhá. Dây sạc kèm theo cho các bác. Có lắp đậy này, bảo vệ này. Lắp đậy nhựa nhé, hàng này. Đấy, chức năng bật của ngón dưới này, có đèn pin soi sáng này, báo động ú nha các bác nhé, báo động ú, còn chích điện nữa. Dòng điện bao khỏe luôn, dòng điện này châm thuốc còn được ạ. Con này 380.000 đồng. Đấy, thì vừa rồi bên em đã giới thiệu mọi người về mẫu kìm chích điện đấy, đồng giá là 380.000 đồng. Anh em xem video anh em thích lựa chọn mẫu nào anh em lựa chọn nhé. Tất cả hàng em hàng mới bảo anh cho người 3 tháng, lỗ một nhà xuất đấy. Thì các bác làm nhu cầu liên hệ. Xin chào mọi người, chào bác nhé.